Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm Gunsum có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Vâng, kính chào quý bà con, quý đồng hương, chúng tôi là nghị viên của thành phố Westminster, địa hạt 4. Hôm nay lại đón chào quý vị đến với lại chương trình diễn đàn dân cử với vị khách mời đặc biệt của chúng tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, ứng cử viên cho chức thị trưởng của thành phố Gành-rô. Thưa quý vị, xin chào anh luật sư Nguyễn Quốc Lân ạ. Dạ vâng, xin chào nghị viên Nguyễn Nam Quang từ thành phố Washington. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay chúng tôi mời luật sư Nguyễn Quốc Lân lên đây để mà hỏi ông về những cái nhận định riêng của ông về việc lùm xùm xoay quanh cái nghị quyết cờ vàng mà mấy bữa nay đang bị một cái nhóm mà chúng tôi gọi là nhóm phá hoại cộng đồng đang vu khống cho ông thị trưởng ông thị trưởng Chí Cha Liên Nguyễn, và cũng giống như là cá nhân của chúng tôi là nghị viên Nguyễn Nam Quang. Thưa quý vị, anh có nhận định gì về chuyện này thưa anh? Dạ vâng, cảm ơn nghị viên rất nhiều. Thực ra đặc điểm ráng tiếc, rất là tiếc, không phải là đáng tiếc. Trong mùa lễ Noel mà chúng ta cũng, cộng đồng chúng ta cũng không yên ổn về những chuyện này. Thì thật là có một nghị quyết do nghị viên Amy Phan Quest đề nghị, trong đó nói là mục đích vinh danh lá cờ vàng và sọc đỏ. Nhưng mà thực là dựa trên cái văn bản từ 1950 của Hoa Kỳ, hay là có nhiều điểm nó không đúng với sự thật. Cho nên hội đồng thành phố sau khi thảo luận thì đã xin đề nghị sửa đổi lại cho nó phù hợp. Nghị viên Amy West không có đồng ý. Rồi cuối cùng cũng trong cái tinh thần thương nhượng, trong tinh thần gọi là muốn giải quyết cái vấn đề, nhưng mà nghị viên Amy West vẫn không có thay đổi cái đó, và đến quyết định là không có thảo luận thêm. Nhưng mà có một số người ở trong cộng đồng rêu ra nó đây là chống lại cờ vàng, đây là vinh danh cờ đỏ, rồi quảng cáo cho cờ cộng sản, rồi phản bội cộng đồng, rồi đủ thứ chuyện hết. Thành ra đúng ra là chúng tôi nghĩ rằng đây là chuyện nó rõ ràng như vậy, cũng không cần phải nói nhiều về cái chuyện này, tất cả mọi người nhìn vào văn bản là biết liền. Tuy nhiên cảm ơn nghị viên đã cho tôi có cơ hội, tại vì tôi cũng muốn được có cái cơ hội để trình bày, để cho đồng hương hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong cái mùa lễ Noel như thế này, thưa nghị viên. Vâng, thưa anh, thực sự ra chúng tôi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Thú vị, chúng tôi không có úp mở mở, hay là chúng tôi khi mà nói là chúng tôi phải nêu đích danh. Thì trong cái kỳ này có ông chủ tịch tím danh, là chủ tịch cộng đồng tím danh đó, thưa quý vị, là ông Phát Bùi và ông Phan Kiều Nhơn, là những người luôn luôn mà bày vẽ ra những cái chuyện chụp mũ nhau là cộng sản đồ này nọ đó, thưa quý vị. Mà chính họ là những cái người mà ông Phát Bùi có một thời gian là ngồi chung bàn với lại ông cựu đại sứ của cộng sản Việt Nam là ông Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, quý vị cứ trở lại những cái YouTube mà trong đó ông Ngô Kỷ đã trình bày rất là nhiều về ông Phát Bùi đó, thì quý vị biết. Thì những cái người này mình không biết là họ có nhận chỉ thị gì từ phía bên kia hay không, mà tại sao họ trong một thời gian dài liên tục họ chụp mũ và họ rêu rao những cái thông tin nó không có đúng về những người dân cử có lòng với cộng đồng, những người dân cử đang hết lòng với lại bảo vệ cờ vàng, cái lá cờ chính nghĩa của cộng đồng Việt Nam quốc gia của chúng ta ở đây, quý vị. Thì thưa anh nghĩ gì về những cái người này, những cái chuyện mà họ nói là
ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn là ủng hộ cờ đỏ sao vàng, cờ lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam, và Nam Quang cũng là đang ủng hộ cho cái lá cờ đó, thì anh nghĩ như thế nào? Vâng, mình thấy chuyện này rất là nực cười. Tôi không biết là nghị viên hỏi đâu câu hỏi, còn nếu mà câu hỏi của tôi nghĩ gì về những người này tôi cũng có câu trả lời, và nghĩ gì về cái nghị quyết này mà tôi cũng chính, có câu trả lời. Chính anh cũng đã từng bị những cái gương mặt này biểu tình trong cái thời gian vừa qua. Nếu nghị viên không làm như là hai lần biểu tình luôn. Nếu mà nghị viên hỏi tôi gọi là nghĩ gì về những người này thì tôi sẽ nói rằng đây là những người chuyên môn phá hoại cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Những người này xuất thân từ cái nhóm của ông tỷ phú Hoàng Kiều, mà họ vẫn liên tục làm những chuyện để mà làm sao giựt sập được cái nhóm nghị viên đại diện cho cái quyền lợi tiếng nói của cộng đồng tại Westminster, tại Collegium. Đó là mục tiêu tối hậu của họ, và cái việc làm của họ, tất cả việc làm của họ liên hệ chúng tôi đều nhằm vào cái mục đích đó. Thì đây là một cái chuyện, nếu mà nói về trả lời là nhận xét gì về những người này, đây cũng là những cái người này tự nhiên lúc nào cũng dựng chuyện lên những cái chuyện. Tôi nhớ là họ dựng chuyện những chuyện là nghị viên Nam Quang bạo hành, bạo động, dùng súng gì đó cũng là cái chuyện bị đặt. Tự nhiên cái chuyện dựng lên cái chuyện là thị trưởng lái xe xe rượu gì đó nên từ chức cũng là cái chuyện bị đặt. Dựng lên cái chuyện như là dựng cờ nói đến chữ 1975, tức là tuổi nhục ngày mất nước của chúng ta. Tôi không hiểu mấy người này 40 năm qua họ ở đâu mà họ không hiểu được cái chữ 1975 nghĩa là cái gì. Họ dựng ra nhiều cái chuyện như vậy thì đó là những người này họ liên tục dựng. Tôi nghĩ là trong cái nghị quyết này, đúng ra nếu mà hội đồng thành phố gọi là không bỏ quyết cho cái đó thì họ cũng lên án như họ đang làm. Mà nếu bỏ quyết, bỏ phiếu cho cái này đó thì những cái người này họ cũng lên án. Tại sao ngu xuẩn đến độ như vậy? Yeah. Tại sao bỏ phiếu cho những cái chuyện mà nó không ra đâu vào đâu, nó không hưởng gì cái đó mà lại. Thành ra phải nhìn trước cái đích thân của những người này là ai và để mới biết được cái đường của họ. Nhưng mà chỉ cái là tôi rất tiếc là trong cái mùa lễ Noel tôi phải bỏ thời giờ lên đến đây để ngồi với nghị quyền. Nhưng mà có những lúc trong cộng đồng cần phải làm, tại vì nếu mà không trả lời thì họ vẫn oan oan, họ nói là coi thường họ và không dám trực diện vấn đề. Nhưng mà trả lời họ thì tôi nghĩ rằng vô tình mình là tự nhiên cho họ thêm cái uy tín gì đó, cho họ thêm cái trọng lượng nào đó để mà trả lời, thì nó là cái vấn đề rất là khó khăn cho tôi. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng phải đi đến cái quyết định là tôi phải viết cái bài viết rõ ràng cái vấn đề này, và tôi sẵn sàng lên đây để mà trả lời với nghị quyền về cái sự thật của vấn đề là cái gì, thưa nghị viên. Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thưa quý vị, Nam Quang cũng có một cái chủ trương, Nam Quang nghĩ là các vị dân cử mà đang ở trong thành phố Westminster cũng giống như là ở thành phố Glengrove, thưa quý vị, là có cùng một cái chủ trương là chúng tôi không có trả lời những cái thông tin thất thiệt, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi không có đối thoại với lại những cái người đó, nhưng mà chúng tôi có cái trách nhiệm là chúng tôi phải trả lời cho đồng hương. Yeah, giống như là một cái biện pháp giải độc vậy. Rồi luật sư Nguyễn Quốc Lân có đồng ý với chuyện đó không ạ? Vâng, cái đó là như vậy. Thành ra nói là không trả lời quan tâm cộng đồng là không có đúng. Yeah. Bất cứ ai gọi thoại với tôi, bất cứ ai gọi thoại tôi vẫn trả lời đầy đủ. Bất cứ ai tôi gặp ngoài đường hỏi tôi vẫn trả lời. Bất cứ cơ quan truyền thông nào hỏi tôi vẫn trả lời lịch sự đầy đủ. Chỉ có một số người tôi không có trả lời, và tôi có thể là đồng một số người như là nghị viên em Nam Quang nói, những người mục tiêu của họ để phá hoại cộng đồng, là để bóp méo sự việc, để twist cái chuyện trắng thành đen, đen thành trắng, lái thành phải. Tôi không muốn tạo cơ hội cho họ có cái cơ hội làm đó, tại vì nói no thì họ diễn giải là thành có. Thành ra nói như vậy nó không có lợi, mà vấn đề nhiều lúc chúng tôi không muốn tạo uy tín cho những người mà họ không có uy tín trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao có một số nhân vật, một số cơ quan truyền thông chúng tôi tuyệt đối không trả lời. Cái đó lý do tại sao quý vị thấy nhiều lúc chúng tôi không có trả lời là như vậy. Tôi không biết, đó là nhận định của tôi thôi, nhưng mà không biết là nghị viên nghĩ như nào thì cái đó. Vâng, cái điều đó hoàn toàn đúng, thưa với lại anh luật sư Nguyễn Quốc Lân, với lại quý vị khán giả ở đây và đồng hương. Có những cái cơ quan truyền thông ở đây được chúng ta liệt kê vô là những cái cơ quan truyền thông mà thân với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bên kia, thưa quý vị. Thành ra người ta chỉ có một cái mục đích là đánh phá thôi, thưa quý vị. Người ta chỉ có một mục đích là đánh phá và lợi dụng tất cả những cái sơ hở, những cái câu nói của những người dân cử ở đây, hoặc là những cái vị mà lãnh đạo cộng đồng mà có uy tín, thưa quý vị, là họ
moi, móc và họ giống như là đặt chữ vô trong miệng của những cái vị dân cử này để mà họ dựng thành chuyện, giống như cái chuyện vừa qua thưa quý vị. Chúng tôi đơn phương ở đây thưa quý vị là chúng tôi không bao giờ mà chúng tôi ủng hộ cái lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam thưa quý vị, và chúng tôi luôn luôn đề cao cái tinh thần bảo vệ chính nghĩa của người Việt quốc gia ở đây, và chúng tôi luôn luôn coi là thành phố Westminster là cái thành trì chống cộng cuối cùng mà chúng ta phải dồn hết sức vô để bảo vệ cùng với các anh em dân cử và cùng với lại quý vị thưa quý vị. Chứ còn những cái lời mà cáo buộc vô cớ ngoài kia thì quý vị đừng có bị những cái nguồn tin độc đó để mà quý vị vội vàng tin vào cái chuyện đó. Chúng tôi muốn quý vị cần cảnh giác, và bất cứ một lúc nào thưa quý vị, bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể là gọi điện thoại cho Nam Quang, hoặc là Nam Quang nghĩ là anh thị trưởng Chí Charlie Nguyễn, cũng giống như là anh luật sư Nguyễn Quốc Lân, cũng giống như những anh em dân cử, anh thị trưởng, anh dân biểu tiểu bang Tạ Đức Trí cũng sẵn sàng trả lời phone của quý vị nếu mà quý vị có những thắc mắc. Số phone của Nam Quang là 714-589-7453, 714-589-7453. Nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc gì, những cái gì mà quý vị nó làm cho quý vị không có hài lòng, quý vị cứ có cái số phone của Nam Quang, Nam Quang sẵn sàng trả lời cho quý vị. Nam Quang là một cái người mà luôn luôn đấu tranh cho chính nghĩa quốc gia, Nam Quang không có sợ những cái tin đồn nhảm của những cái người mà chuyên môn phá hoại cộng đồng như vậy. Xin quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại với là quý vị sau phần thông tin thương mại. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần thông tin thương mại của chúng tôi. Chúng tôi quay trở lại với lại luật sư Nguyễn Quốc Lân thưa. Dạ vâng, cảm ơn ủy viên đã là cho tôi có cái cơ hội trả lời cái câu hỏi thực sự của chương trình hôm nay, là những điều gì sai trong cái đề thảo tuyên bố của thành phố được đưa ra liên quan đến cờ vàng. Có nhiều điểm rất là sai trong đó. Thứ nhất là cái tuyên bố này dựa trên một văn bản vào tháng 2, tháng 4 năm 1950 của Hoa Kỳ, thì một cái nghị quyết của thành phố không thể nào dựa trên văn bản mà nó không còn giá trị nữa. Tại nó liên hệ với công nhận cái lá cờ vàng, ba sọc đỏ của nước Việt Nam thời buổi 1950. Thì cái lý do bây giờ không có lý do gì tự nhiên dựa trên văn bản một cái văn kiện không có giá trị như vậy. Cái thứ hai nữa, cái ngôn ngữ của cái tuyên bố này công nhận một cái ngày vinh danh cờ vàng, tức là ngày gọi là Vietnamese Flag Affirmation Day, và cái ngày 8 tháng 11 hay là cái gì đó năm 2003. Không có lý do gì cần phải làm như vậy, tại vì thành phố Washington đã có cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng toàn phần, toàn diện, thì không có lý do tự nhiên vinh danh một ngày và đúng vào cái ngày đó mà thôi, thì cái đó nó hơi vô lý là như vậy. Một cái thứ ba nữa là cái điểm thực sự là sai thực sự của cái tuyên bố này là công nhận lá cờ vàng là của Việt Nam. Nói như vậy có nghĩa rằng công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là của đất nước Việt Nam, của quốc gia Việt Nam, của cái Việt Nam ở Việt Nam. Cái đó chỉ nó hoàn toàn, mặc dù chúng ta vẫn muốn như vậy, chúng ta mơ ước như vậy, nhưng mà chúng ta không có nên không tưởng bằng cách là tuyên bố dùng cái văn bản của thành phố đã làm như vậy, một chuyện rất là dại dột, một chuyện nó không đúng vào đâu hết. Đó nên đó là lý do tại sao tôi nghĩ hội đồng thành phố qua phần thảo luận của nghị viên Nam Quang cũng như thị trưởng Nguyễn Minh Chí đã cố gắng vận động với nghị viên Em Khuách sửa đổi lại cái ngôn ngữ sao cho nó phù hợp với cái sự thật chính trị, sự thật về luật pháp, để mà thể chấp nhận được, nhưng mà cô ta vẫn không muốn đổi và có thể giữ nguyên như vậy. Cho nên tôi nghĩ cái quyết định của hội đồng thành phố mà không có là
không có làm gì hết, có nghĩa là take no action, có nghĩa là không có quyết định tiến tới, không có quyết định bỏ đi, thì đó là một quyết định rất là chính đáng, cần thiết phải làm như vậy, tại vì chúng ta không muốn có một cái ám chỉ là cái nghị quyết cờ vàng bị từ chối, mà cũng không cho được cái ám chỉ là được chấp thuận hay được cứu xét để mà với cái ngôn ngữ như vậy. Cho nên cái quyết định là take no action có nghĩa rằng từ từ hạ hồi phân giải, lúc sau đàn tính cũng được, nghĩa là cũng không có chống đối mà không phản đối, và đó là quyết định rất là chính đáng của Hội đồng thành phố qua cái đề thảo của cái tuyên bố này. Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã giải thích rất là cặn kẽ về cái buổi thảo luận vào ngày 13 tây tháng 12 vừa qua của Hội đồng thành phố vào thứ tư đó, thưa quý vị. Thì Nam Quang cũng nhân cái cơ hội này cũng muốn trình bày với lại quý vị luôn là chúng tôi vào cái lúc sơ khởi thưa với luật sư thì chúng tôi có đồng ý là bảo trợ cho cái dự luật này của nghị viên Amy Phan West để được đưa ra thảo luận. Thì khi mà đưa ra thảo luận thì mình hai người, nghị viên Amy Phan West đưa ra, thưa quý vị, chúng tôi bảo trợ để đưa ra. Thì khi mà đưa ra hội đồng thành phố thì có 5 người tất cả để mà thảo luận. Thì đó là vào cái lúc mà chính thức để mà hội đồng thành phố thảo luận với nhau. Thì từng câu một là sẽ được đưa ra để mà cân nhắc coi là nó có đúng hay không. Thì hội đồng thành phố phải có 3 người trở lên thông qua thì nó mới là chính thức được thông qua, thưa quý vị. Thì khi mà bắt đầu vô phần thảo luận thì chúng tôi cũng có thấy là một số những cái ngôn ngữ ở bên trong cái proclamation này đó nó không có được gọi là chính xác lắm, cho nên chúng tôi có đề nghị với lại nghị viên Amy Phan West là nên là mình revise nó lại, mình sửa đổi nó chút xíu, chỉ có một chữ thôi, có nghĩa là từ cái chữ là official thì mình đổi ra là heritage, là đây là cái lá cờ di sản của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, là không có thể nào chối bỏ được, đây là cái lá cờ đó, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái proclamation này của nghị viên Amy Phan West. Nhưng mà cũng rất tiếc là nghị viên Amy Phan West cô rất là cứng, cô rất là cứng ở trong, cô rất là firm trong những cái phần mà cô đưa ra, thì cô nói là cô giữ nguyên cái ý định, cô không có thay đổi. Thì sau đó ông nghị viên người Mỹ là ông Carlos Menzo, ông ta cũng nói là nếu mà tại vì thật sự ra cái nghị quyết này được đưa ra là để muốn có một ý muốn là ủng hộ cho một cái nghị quyết khác của bà Michelle Steele là dân cử liên bang cùng với là ông Ru Correa ở Quốc hội liên bang của Hoa Kỳ, họ muốn đưa ra một cái nghị quyết như vậy, thưa quý vị. Thì ông Carlos Menzo ông nói là cái nghị quyết của chúng ta nó phải cùng một cái ngôn ngữ với lại cái nghị quyết kia, tại vì chúng ta có ý là chúng ta ủng hộ cho cái nghị quyết kia mà, thành ra chúng ta cần có một cái tiếng nói chung, on the same page đó, là ngôn ngữ này với lại ngôn ngữ kia phải thống nhất với nhau. Thì nên là để ra, ông make một cái motion, ông nói là nên để ra để chờ cái nghị quyết kia của bà Michelle Steele và ông Lou Correa đưa ra thì mình mới bắt đầu mình có cái nghị quyết này. Lúc đó mình đem mình thảo luận sau cũng chưa có muộn. Thì cái phần của ông cũng coi như là cũng không được chấp nhận, không có cái second, thành ra không có thảo luận. Thì sau đó ông thị trưởng chí Charlie Nguyễn, ông thấy là cứ cãi nhau qua lại cũng mất thời gian quá, thì ông nói là ok thôi, mình để nó từ từ để mình bàn tới cái này, không có gì vội. Thì ông nói là take no action có nghĩa là hiện giờ chưa có làm gì hết, để có thể là để cho nghị viên Amy Phan West về đó, về nhà có thể là thảo luận với lại những người support cô, hay là suy nghĩ lại, có thể là sau đó cô sẽ thay đổi cái gì đó. Rồi phía phần bên này, những ông nghị viên, những bà nghị bên này cũng có thể là có một cái thời gian để suy nghĩ, rồi xong sau đó ngồi lại với nhau để mà lại thảo luận lại, rồi xong rồi đưa ra những cái có thể là sẽ đưa ra bầu bán lại với nhau. Thì đó là toàn bộ cái quá trình thảo luận về cái proclamation này của do nghị viên Amy Phan West đưa ra. Anh không, hoàn toàn không có một cái vấn đề gì là ủng hộ cờ máu của Cộng sản Việt Nam hoặc là chống đối cái nghị quyết cờ vàng cả. Dạ, giống như ở phía bên kia những cái người phá hoại cộng đồng họ rêu rao như vậy. Tôi cũng có coi qua cái phần này, và chính vì cái phần thảo luận này mà những cái thành phần phá hoại, một cái thành phần mà chúng tôi vừa trình bày ở trong phần đầu chương trình, họ xuyên tạc, họ trở thành cái vấn đề là nghị viên Nam Quang gọi là vinh danh lá cờ đỏ sao vàng, công nhận lá cờ cộng sản,
và sỉ nhục cái lá cờ vàng mà sao đỏ. Họ còn nói luôn là công nhận cái lá cờ gọi là heritage, cái lá cờ di sản của cộng đồng Việt Nam, là sỉ nhục cái lá cờ này. Đây là cái phong trào vinh danh lá cờ vàng mà sao đỏ chúng ta đã có từ ngày 2003, bắt đầu từ thành phố Westminster, mà cả một phong trào hơn 140 cơ quan chính quyền đã công nhận lá cờ di sản của cộng đồng Việt Nam. Tôi không hiểu tự nhiên mấy cái người này họ dám lên diễn đàn họ nói bây giờ là sỉ nhục của cộng đồng Việt Nam. Tôi không hiểu mấy người này họ ở đâu trong suốt 20 năm qua, trong lúc cộng đồng đang vinh danh lá cờ vàng đỏ. Họ vẫn ở đây đó thưa. Nhưng mà họ xuyên tạc cái chuyện này đó thì rõ ràng là họ xuyên tạc bỏ chẳng thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi không hề muốn nói chuyện với những cơ quan truyền thông này. Chúng tôi không hề muốn đối đáp với những cái nhân vật này, cho dù là họ xưng danh là chủ tịch cộng đồng hay là thủ lãnh cộng đồng hay là chủ tịch cái miền Nam, miền Bắc cái gì đi nữa. Chúng tôi cũng không muốn nói chuyện với họ, là lý do như vậy. Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã có mặt ở trong cái buổi thảo luận này của chúng tôi, diễn đàn dân cử, thưa quý vị, trên đài SET. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kỳ tới. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn Nghị Tiên, anh Nam Quang.